Hello, xin chào bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó là cái găng tay dạ quang, cũng mua trên Lazada thôi. Và đơn vị vận chuyển là gì ạ? Cũng Lex. Găng tay len giữ ấm X-ray dạ quang. Cái này nói chung là ban đêm thì nó phát sáng thôi. Số tiền thu hộ là 20.900, khá là rẻ nên mình mua. Muốn mua sản phẩm này thì mình để link mua ở mô tả video này. Sản phẩm một đôi găng tay khá là rẻ, mình thấy bên ngoài bán phải tầm 3-4-50 gì đó. Găng tay giữ ấm, chung là ở miền Bắc thì cần, miền Bắc miền núi thì cần lạnh, mà ở miền Nam thì thôi, bỏ qua cái video này luôn, quá nhỏ gọn. Để mỗi cái bọc đẹp, gì này. Vâng, găng tay mình nhìn trên hình là màu đen, đây lại thành màu xám rồi, không sao biết. Dao quái gì ấy, không phải kiểu X-ray à? Thật, để tắt đèn cho nó phát sáng thôi. Này găng tay bình thường, nên in China. À đây găng tay cảm ứng rồi, dao sai rồi. Hai tên cho găng tay để nói chung để dùng được. Để nói chung là đeo vào mùa đông ấy, thì không phải bọc vào cho nó ấm để sử dụng điện thoại không? Không cần phải cắt sứ ở đây ra. Chúng là đặt một đằng ra một nẻo. Có lại là kiểu mùa đông lạnh mà, ngại thò tay đâu điện thoại đâu để mình thử luôn. Cứ tưởng dạ quang thì để tắt đèn đi để kiểm tra bạn xem. Đây, phải đây. Thử nha. Đấy đúng rồi, cảm ứng luôn. Vâng, khá là nhạy. Nói chung là như là bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Đó, cài đặt này, đồng hồ này, đấy, rất là bình thường. Găng tay màu, rồi đang định giới thiệu cái sản phẩm găng tay dạ quang thì gửi cái này chả biết nói gì. Ok, và khá là mỏng, không phải dày, nói chung là giữ ấm thì cũng tương đối thôi, không phải là giữ được nóng tuyệt đối đâu, không phải giữ nhiệt được tuyệt đối. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu một cái sản phẩm, shop nó lại gửi sai rồi. Đó là cái găng tay cảm ứng giá 20.000, cái găng tay dạ quang kia thì giá 20.000, còn găng tay này chả biết giá bao nhiêu, để tí mình xem lại giá. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới.